Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì mình đang ở cái chỗ Enderman Farm để mình cày kinh nghiệm và sửa... Ôi chết, quên cầm cây cúp lên. Đó, mình cầm cây cúp lên để mình sửa cây cúp. Để giờ quên cầm cây cúp lên ạ. Rồi, hôm qua cày kim cương bằng cây cúp này dữ quá, thế nên là nó hư nát bét hết rồi. Mình sẽ tranh thủ mình sửa nó lại. Rồi sau khi sửa cái cúp này xong thì mình sẽ cường hóa luôn cả cái cây cúp mềm mại còn lại của mình. Tại vì mình cũng có dư một cây cúp mềm mại mà nó chưa có được ghép cái dòng sửa chữa vào. Như vậy thì khá là bất tiện khi mà muốn sửa luôn. Đây, mình đã sửa xong cây cúp chính rồi. Giờ thì tới lựa cây cúp phụ nè. Cho sửa chữa vào. Giờ là có thể sửa nó lại một cách rất là dễ dàng rồi đó. Rồi sửa nốt cái cây này rồi mình đi về là ok luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay thôi. Hôm bữa mình có đi khám phá và vô tình phát hiện ra là ở cái vùng biển gần đây có một cái thủy cung. Mà đặc biệt hơn là mình đã hạ được toàn bộ những con giám hộ ở trong đó rồi. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ qua bên đấy và kiểu như là dọn sạch nước ở xung quanh. Để làm cái phần thủy cung nó lộ ra. Và mình còn có thể sử dụng nó để làm một cái máy farm những cái mảnh tinh thể lăn trụ biển nữa. Cũng khá là hay ấy. Ồ, hợp lý nha. Mơ mốt mình còn có thủy cung để sống rồi. Nghe nó sang chảnh hẳn liền. Nhưng mà trước tiên thì chắc mình phải đi tới cái vùng sa mạc để mình lấy một ít cát rồi đó. À không, chính xác hơn là thiệt là nhiều cát mới đúng. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt tay vào việc lấy cát thôi. Chắc mình sẽ lấy cỡ hai cái rương này á. Ok, mình sẽ lấy đầy hai cái rương này rồi sau đó trở về. Ok, giờ là đã được khá là nhiều rồi nè. Để mình xem coi đầy rương chưa. Ok, đầy rương rồi. Mình sẽ lấy nốt mấy cục còn thừa trên mặt đất luôn. Bỏ ổn. Rồi bây giờ thì mình sẽ trở về nhà để chuẩn bị thêm một ít cái nguyên vật liệu khác để xây dựng nữa. Tại vì ngoài cát không thì chưa có đủ đâu. Chắc mình sẽ cần thêm một ít gỗ nữa. Nhưng mà cái cây này ngộ vậy. What? Cây gì mà cao nhọc vậy? Hơi lạ nha. Rồi giờ mình sẽ lấy thêm một ít gỗ nữa để mang theo trong cái quá trình xây dựng thôi. Rồi sau khi đã có hết sảy cát nè, gỗ, rồi mình sẽ tiến hành quên. Còn tí xíu nữa là quên thứ khá là quan trọng luôn. Đó chính là mấy cái bọt biển. Tại vì nếu mà có được bọt biển thì mình sẽ rút nước trong thủy cung nó dễ hơn. Sau khi mà mình xây cái phần tường thành ở vây quanh thủy cung. Phải có nó mới được đó nha, rất là quan trọng luôn. Để mình lên trên mình lấy bọt biển lần trước. Đây. Ủa? Ôi, bọt biển mình dục ở đâu rồi? Không hiểu luôn. Mình là rất là hay dục đồ linh tinh nha. Chắc mới mốt tự phạt quá. Ôi, bọt biển mình dục ở đâu rồi ta? Hay là mình đang nấu? À đây, mình đang nấu, trời đất ơi. Bởi vì mình nhớ mình có lấy rất là nhiều bọt biển mà. Rồi, có bọt biển. Rồi mình có đem theo cả hắc diêm thạch nữa. Để nhỡ mà bọt biển có ướt á, mình chui qua địa ngục mình làm khô nó cho nó lẹ luôn. Rồi, đầy đủ đồ đạc rồi đó. Giờ là bay thẳng tới cái thủy cung gần nhà mình thôi. Ồ, quên ghé qua thăm... thăm đàn cừu, đàn bò của mình đồ các thứ coi. Hiện tại thì cáo với mình chưa có nhân giống thêm nào. Ủa sao cáo lại có cộng lông gà đây? Trời, mình đâu có thả gà vô đây mà sao cáo lại có thể thịt được gà đây nhờ? Ồ, hơi ảo nha. Rồi xem coi cái chỗ nuôi ong của mình kiểu như tới đâu à. Wow, có vẻ là cho ong mật ong khá là nhiều này. Một cái tổ ong đã đầy mật rồi. Tổ bên đây đầy mật chưa? Bên đây cũng đầy nốt luôn. Nhưng mà cái tổ này thì ong không chịu làm. Chắc tại cao quá hả ta? Kỳ vậy. Nè, tổ bên đây mình chưa thấy có mật nào hết. Không được rồi, sắp tới mình phải làm riêng một cái chỗ nuôi ong thôi. Ok, nói chung thì cái trang trại của mình nó đưa vào hoạt động khá là ok la đấy. Ui trời, tối mất rồi. Thôi làm giấc trước khi đi. Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây trước ở đây một cái phần sàn để mình có thể đứng lên cho nó thoải mái cái đó. Ai dù, ui hơi căng nha.
Tại vì bây giờ mình sắp chạm trán với mấy cái con giám hộ mini này nè, cũng khá là nguy hiểm á. Đó. Đó đó đó, nó bắt đầu nó chích mình đó. Thấy ghét chưa? Mà kệ, chịu đấm ăn xôi tí đi. Ui, một tí thôi nha, nhiều tí là không ổn nha. Ai da, nó chích mình đau quá. Nhưng mà cái thủy cung của mình nó hơi xấu ấy nhờ. Kiểu nó spawn ở phía dưới của một một cái khen. Ê. Ui, đang đang ngồi đạm tiếu qua la linh tinh mà. Kiểu nó spawn ở dưới một cái chỗ khe nứt dưới đáy biển luôn. Thành thử ra là nhìn nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Nếu mà được á, mình lắp thì nó dễ hơn á, tại vì diện tích nước lắp nó ít hơn. Thế nhưng mà khi mà mình lắp xong thì chắc mình sẽ dọn dẹp đất ở xung quanh. Hay là mình biến tấu lại ta. Bình thường nếu mà lắp thủy cung mình sẽ xây hình tròn. Thôi thì lần này mình làm lạ một xíu đi, mình sẽ xây hình vuông. Rồi có gì mình chỉnh sửa lại sao cho nó tương thích với cái địa hình xung quanh nè. Cũng ok, đó cũng là một ý kiến hay. Rồi quyết định vậy đi. Giờ trước mắt là mình sẽ xây xong cái phần sàn này cái đó. Sàn này là 4x4 nè. Ui, mấy con kia nó chích mình. Chích không? Mình chống cự lên. Ê, không chống cự. Cày tê nhờ. Mà may quá. Ở đây có cái chỗ farm Ngọc Lục Bảo của mình, thành thử ra nó có rất là nhiều vật tổ trường sinh luôn. Ủa còn không vậy, hay là mình đem về nhà hết rồi ta? À đây còn nè. Ui giời ơi, tưởng thế nào. Ngọc Lục Bảo mình có đầy. Mình chọi mấy cái con ha, giám hộ nó cũng chết nữa. Bạn bị kinh rồi. Gãy một xíu thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây về một hướng đâu đó tầm 30. Ồ 30 hơi ít nha. 40 đi. Rồi mình sẽ xây cỡ 40 ô về một một hướng trước. Ồ, nó quýnh mình. Ouch, ouch. Khó chịu thiệt đó chứ. Đợi đấy, mình ha, mà xây lắp thủy cung xong mình sẽ farm mấy cái con giám hộ đó. Vì cái tội láo tét nãy giờ dám đánh mình. Quầy 40 ô mà nó mới tới đây thôi. Ít vậy. Vậy thôi ra hẳn 80 ô đi. 80 ô là có vẻ rộng rãi hơn rồi nè. Hợp lý đó nha. Tiếp tục với cách này ở ba cái hướng còn lại luôn. Nhìn thấy ghét. Ôi dạ, có một rồi. Rồi, sau khi đã xong cái phần hình vuông giống như vậy. Ôi dạ, mình chưa bay được. Tí nữa thì quên. Sau khi đã xong được cái hình vuông thì bây giờ mình sẽ làm một cái công đoạn. Đó chính là... Ủa sao thấy nó lệch lệch ta? Ủa mình có nhìn nhầm không vậy? Hold up. Wait a minute. That's quite big. Ồ, thấy sự rồi. Bị lệch mất tiêu rồi. Oh no. Rồi giờ là căng căng đói rồi nè. Hết lệch rồi. Công việc tiếp theo của mình á là mình sẽ dọn những cái cỏ cũng như là những cái tạo bẹ ở ở trong cái phạm vi của cái hình vuông mà mình xây thôi. Để một xíu thì trong cái quá trình mà mình dọn nước ở bên trong thủy cung thì nó được diễn ra dễ dàng hơn. Ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì hả hả? Thấy người ta định đánh lén đúng không? Biết ngay mà mình quay mông như vậy nè, nó thấy cái bờ mông mờ lem của mình cái là nó định đánh lén liền. Mấy con giang hồ biển có gài ha, đúng kiểu canh me canh chua luôn á. Cuối cùng thì mình cũng đã xong cái công đoạn là dọn hết mấy cái phần tảo bẹ ở bên ngoài thủy cung rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ làm một cái bức tường cát để chặn ở phần viền của cái thủy cung nè. Hồi nãy mình có làm dư không ta? Ok, chắc mình sẽ làm ở phía bên trong đi. Bây giờ thì mình cần rất là nhiều cát á. Đã tới lúc số cát mà mình mang theo phát huy công dụng rồi. Không biết nhiêu đây là đủ để lắp chưa nữa. Để mình test thử. Khi nó rớt xuống dưới thì sao? Ồ, vậy là mới phần nữa à. Vậy là cái tháp này nó phải cao hơn gấp đôi rồi. Ok, mình dùng cách này thì nó sẽ nhanh hơn là việc mình đợi cho từng cục nó rơi xuống á. Đấy, như vậy thì mình có thể ốp được nhiều chỗ cùng lúc này.
Hiện tại thì cái bức tường cát bao quanh thủy cung đã được hoàn thành rồi. Nhưng mà gián tiếp thì trên cái đường đi này nó có những con quái xuất hiện cũng khá là căng ấy. Giờ thì mình sẽ tới cái công đoạn là chia ô, để mình đặt những cái khối bọt biển nó thuận lợi hơn. Mình sẽ chia ra cách tầm chắc tầm 3 ô thì mình sẽ làm một cái bức tường cát nữa. Và khoảng cách này sẽ chia đều cho tới cuối cái bức tường thôi. A few moments later. Chia ô xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tới công đoạn có thể nói là cực nhất luôn. Đấy chính là mình sẽ rút hết nước trong cái khu vực thủy cung này. Nhưng mà trước tiên thì chắc mình sẽ làm một cái cánh cổng địa ngục để cũng như là một cái cách để giúp mình có thể làm khô những cái miếng bọt biển này nó nhanh hơn. Ok, cánh cổng địa ngục đã xong rồi. Bây giờ thì lấy những cái miếng bọt biển ra và rút nước thôi. Chắc cách 3 ô mình sẽ đặt một cục á. Ok, cách 3 ô đặt một cục là đẹp luôn. Cái gì mà sóng chớp đùng đùng ghê vậy? Đang dọn nước thì... Ui! Trời, nó còn đánh vô con Reaper nữa kìa. Ơi căng vậy ta. May mà con Reaper điện nó đứng sau mình, chứ mà nó đứng gần mình thì xác định luôn rồi. Chắc là nó nổ mình banh xác luôn á. Không đùa được. Chắc mình sẽ ngủ giấc đi, cho trời tạnh mưa luôn, đỡ lát chứ không gì hết á. Với cả là để đảm bảo là không có con Reaper nào nó bị sạc điện giống như vậy nữa. Nguy hiểm cực kỳ. Rồi, giờ thì Tranh thổ làm khô mấy cái miếng bọt biển này cái. Rồi mình sẽ trở về để tiếp tục dọn nước thôi. Cách này có vẻ là khá là hiệu quả đây. Ôi, ôi. Trời đất. Chết tiệt con gách này. Tại sao vậy gách? Gách thường hỏng. Rồi luôn không biết có mất cục nào không nữa. Thì cái tình á. Thôi dọn lại kẻo nó... Nó bắn thêm vài lần nữa là không còn cục bọt biển đâu luôn á. Ồ, nãy giờ mình quên mất là mình chưa rút nước bên trong thủy cung mà. Oh no. Giờ mình mới nhớ. Giờ tranh thủ lúc này thì mình sẽ vô đây để dọn hết nước trong thủy cung trước cái đã. Tại vì đây là nơi mà sắp tới có thể là nơi định cư mới của mình. Nên là phải đảm bảo là nước nó không còn một giọt ở trong này luôn. Cũng như là hạn chế mấy cái con Guardian nó xuất hiện trong này nữa. Ở chỗ này thì đôi lúc sẽ có những cái khu vực mà nước nó sâu hơn so với bình thường. Thế nên là những cái khu vực mà nước như vậy thì mình sẽ giữ nguyên luôn. Có gì mình sẽ chỉnh sửa lại rồi làm một cái hồ ở bên trong khu vực thủy cung thì cũng ok là đấy. Ok, quyết định vậy đi. Hiện tại thì mình đang cần khá là nhiều nước để phục vụ vào việc dọn cát của cái chỗ lắp thủy cung nè. Ồ, mình cần gỗ nữa. Đây, sẽ làm rất nhiều đuốc ấy. Để coi số than này mình sẽ làm được bao nhiêu stack đuốc đây. Nhiêu đây có ít quá không ta? Làm thêm đi, không đủ đâu, nhiêu đây không đủ để dọn hết đâu. Làm thêm 2 lần nữa. Sau khi có đuốc thì mình sẽ bắt đầu dọn dẹp cát thôi. Ok, bắt đầu từ đây cũng được. Mình sẽ dùng một cây xẻng và một cây đuốc cùng lúc giống như vậy. Đó. Dọn rất là nhẹ nhàng luôn. Sau khi dọn cát các thứ đó thì mình thấy cái thủy cung nó không được đẹp cho lắm. Thế nên là bây giờ mình sẽ quyết định là dùng những cái đèn hiệu mà mình có được để tăng tốc độ đào. Và mình sẽ sang phẳng cái thủy cung luôn để biến chỗ này thành một mặt phẳng. Rồi sau đó nhỏ mà mình muốn kiểu như xây địa hình tùy thích thì cũng được. Ui dồi, nó còn ngay một cái khu mỏ bỏ hoang nữa chứ. Đấy thấy chưa, mình nói cái chỗ này nó không được đẹp là vậy đó. Một xíu mình phải tìm cách để cho nó kiểu như là tự nhiên nhất có thể mới được. Ui ôi, dưới này có đồ không? Ok, tưởng đâu dưới này mà có cái xe mỏ chứa rương chứa dài trái táo vàng cường hóa thì cứ gọi là tuyệt vời luôn á. Nhưng mà không. Đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Dọn phẳng ra cái nhìn nó sang hơn hẳn liền. Hồi nãy nhìn cái địa hình đúng kiểu gồ ghề luôn á. Rồi và bây giờ thì mình có thể tự do thay đổi cái phần sàn của khu vực xung quanh rồi. Trước mắt thì chắc mình sẽ thay toàn bộ mặt phẳng ở phía trên này bằng đất đi. Để trong đây còn có thể xuất hiện thêm cừu bò các thứ nè. Ngoài ra thì những cái chỗ nước này thì chắc mình sẽ chỉnh lại một xíu để cho nó thành cái hồ nhân tạo thôi. Kìa, đằng kia cũng vậy nữa cả. Mấy chỗ nước đó thì mình sẽ chỉnh lại một xíu là thành cái hồ hết. Còn về bức tường á thì... để đẹp nhất thì chắc mình sẽ ốp bằng kính một cái lớp ở
ở bên ngoài thôi, để ở bên trong này mình nhìn ra là mình thấy nước biển. Ê, ngoài ra thì ở đây còn ngay cái slime chân hay sao cơ. Có slime xuất hiện luôn. Wow, đã vậy ta. Được đấy, mơ mốt vào chỗ này thỉnh thoảng mình còn có thể có thêm vài bóng chất nhờn để dùng làm mấy cọng dây buộc nè. Ở dưới đáy thi cùng của mình nó còn có kim cương nữa nè. Mình sẽ lấy mấy cái quặng kim cương này về. Được mấy quặng? Oh, 3 quặng. Ok. Và hiện tại thì phần đá cũ đã được mình thay thế bằng những cái cục đất rồi. Sắp tới thì cỏ nó lan ra hết thì trông nó sẽ đẹp hơn thôi. Và công việc tiếp theo của mình là cái phần tường cát kia. Mình sẽ giải quyết nó và thay thế cái tường cát đấy bằng một cái bức tường thủy tinh. Vậy là phải đi lấy cát thêm một lần nữa rồi, mình đã hết cát rồi. Oh no. Ê, đằng kia là kim tự tháp. Được quá ta. Vô luôn, vô luôn. Biết đâu bất ngờ, nhiều khi trong kim tự tháp lại cho mình mới đồ xịn, nhất là táo vàng cường hóa. Để xem coi có hay không đây. Ui, táo vàng thường. Phải cường hóa thì hay quá. Ồ, và thêm sách bảo vệ cấp độ 4 luôn. Được vậy. Ngọc lục bảo không cần. Lại thêm một trái táo vàng thường nữa. Và sách đánh bật lùi. Ok. Như vậy thì cái kim tự tháp này cũng, nói chung là cũng tạm được đi. Và mình sẽ lấy thêm mấy trái bơm này về nữa, biết đâu lại cần. Đằng kia còn có ngôi làng nữa, nhưng mà để bây giờ mình lấy cát trước đi. Một tí mình lấy cát xong rồi mình sẽ qua làng kiểu thăm hỏi sức khỏe mấy bác dân làng ở đó sao. Giờ qua ngôi làng thăm hỏi được rồi đó. Làng này có nhà bác thợ rèn. À, trúng mánh, trúng mánh. Vô nhà bác thợ rèn liền. Ôi, bác ấy ngủ gục rồi. Thằng tranh con này. À, không có gì đâu. Chỉ coi cái rương này có ra làm sao, chứ không có lấy đồ gì đâu. Mới mở cái rương cái quay qua nhìn liền à. Dân làng này tỉnh dữ ta. Mà nói chung là làng này cũng không quá là giàu có. Ngoài nhà bác thợ rèn thì còn nhà nào khác đỡ đỡ xíu không? Có rương đồ không? Ui, làng này có vẻ hơi nghèo rồi. Có cái này là được nè, cái này là hợp lý nè. Ok. Ở thi cung thì không có cái nguồn chất đốt sẵn ấy, nên là mình phải về nhà để mình dùng mấy cái lò nung của mình. Để mình nung hết số cát mà mình đào nãy giờ ra. Tính ra cũng hơi bị nhiều á. Rồi tranh thủ lấy nốt số kính. Rồi chúng ta đi qua chỗ thủy cung thôi. Mà tính ra cái chỗ mình xây nó cũng gần đất liền luôn hả ta. Tự nhiên cái mình lại có cái ý định là lắp đất lại thì mà cũng không được. Lắp đất thì cũng không đẹp cho lắm. Đã gọi là thủy cung thì... Ok, thôi vẫn giữ quyết định là ốp kính ở phần tường đi. Để lâu lâu còn nhìn qua thấy cá heo rồi nè. Rồi mấy con cá nhiệt đới nó bơi ngang nữa chứ. Nhưng mà ốp như vậy thì nó lại phát sinh cái vấn đề là lâu lâu mình sẽ gặp những cái chỗ mà nó có địa hình như vậy. Mình mà ốp hết thì nó lại không đẹp. Hay là ốp tạm luôn ta. Mình ốp tạm đi, rồi nhỏ mà sau này mình muốn trang trí á, thì mình sẽ xây thêm một phần đất nó ngang ngang cái khoảng đất đó cho nó cân đối hơn. Chứ bây giờ mình mà ốp hết thủy tinh giống như vậy nè, là kiểu gì cũng sẽ lộ cái phần đất đá đó thôi à. Hết cách rồi. 2000 years later. Và cuối cùng thì khu vực thủy cung của mình đã chính thức được bao quanh bởi những cái khối thủy tinh. Đấy, nhìn ra ngoài được cách là nó đẹp hơn hẳn liền. Tuy nhiên thì có một vài khu vực ở trong đây nó còn hơi tối hay sao á. Mình thấy vẫn có quái nó xuất hiện kìa. Ủa, mình nhớ mình cũng cắm đuốc dữ lắm mà ta. Đây. Lý do là đây chứ đâu. Khúc này chưa có đuốc nè. Tiếp theo thì mình sẽ tạm thời gác qua cái chuyện ở bên ngoài đi. Trong thời gian rảnh mình sẽ lên ý tưởng để mình có thể trang trí ở bên ngoài và cái thi cung sau. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào việc làm một cái máy farm những cái con giám hộ. Lúc nãy mình xây cái bức tường cát á, nó cả gan nó chích điện vô mông mình. Mình nhớ hết trơn á. Thế nên là giờ thì sẽ làm một chỗ farm mấy con đó.
đâu đó ở trung tâm cái thủy cung ấy. Đầu tiên thì chắc mình phải lên nóc thủy cung để mình đào xuống thì sẽ dễ xác định cái phần trung tâm hơn. Đây, đây là căn phòng ở chính giữa nè. Từ đây mình có thể đào ra là nó chính xác ngay giữa luôn. Nó không có bị lệch về hướng nào hết. Và mình sẽ dọn sạch sành xanh luôn để cho trong này có một cái không gian rộng nhất có thể. Đầu tiên là mình sẽ xác định cái chỗ cho bọn chúng rơi xuống là đâu đó tầm chỗ này đi. Đây, đây là chỗ mà mấy con Guardian nó sẽ rơi xuống. Và mình sẽ đặt vô đây tầm 9 cái hopper. Sẵn tiện đây có hai cái rương còn trống nè. Mượn luôn. Mình sẽ quăng vô đây. Cái tiếp đến là mình sẽ xây một cái đường ống. Đường ống này sẽ dẫn lên trên tầm 4 ô á. Sau đấy thì cách ra tầm 6 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ xây thêm một cái bức tường bằng thủy tinh bao bọc ở bên ngoài nữa. Cái này chủ yếu là để cho mình dễ thấy mấy cái con giám hộ khi mà nó chuẩn bị rơi xuống thôi. Mình sẽ bắt đầu làm cái phần sàn thứ hai. Cái phần sàn này để một tí mình cho thêm nước và đẩy con giám hộ chui vô chính giữa. Cái này quan trọng lắm á. Một xíu mình sẽ làm rồi test kỹ mới được. Cái này mà không đẩy vô trong được là cái máy farm nó không có hoạt động đâu. Ở góc thì mình sẽ cho thêm vài cái cửa sập, giống như vậy. Sau đấy thì đổ nước lên trên. Còn nước có chảy tới không nữa. Oh my god. Làm tương tự ở hai góc còn lại luôn. Ở đây và cả ở đây. Rồi hiện tại thì nước nó chưa đẩy vô giữa nên là mình sẽ múc thêm nước để mình cho vô những cái góc bên này nè. Để sau khi cho thêm nước thì nó bắt đầu đẩy vô chính giữa rồi. Tới bây giờ thì mình sẽ cần có những cái cổng ở vị trí chính giữa nữa để ngăn chặn nước nó không có tràn xuống cái chỗ hopper của mình. Rồi thêm một cái lớp ở trên nữa cho chắc cú luôn. Rồi vậy là không sợ bị tràn xuống dưới nữa. Rồi mấy cái góc còn lại thì mình vẫn sẽ phải chăm nước nha. Rồi hiện tại thì khá là ok la rồi đó. Giờ thì mình cần phải đi xuống dưới để làm nốt cái bước cuối cùng. Ở dưới này thì mình sẽ đặt vào những cái cát linh hồn. Một tí mình phải đi gặt thêm mấy cái tàu bẹ nữa. Lúc nãy mình dọn thủy cung á, có cả đống tàu bẹ mà mình vứt hết trơn rồi. Bây giờ thì lại cần tới nó nữa nè. Khổ ghê. Ok. Phát sinh vấn đề rồi. Oh no. Cái hopper này mình phải... Ủa cái rương này mình phải chỉnh lại quá. Mình sẽ cho cái rương xuống dưới nước luôn. Nó sẽ là như vậy. Đấy. Tại vì cái phần cát linh hồn này nó đụng rồi. Hồi nãy mình tính hơi fail rồi ta. Biết thế nãy mình sẽ dư ra một ô luôn cho lành. Xây gì thành thử ra nó bị hụt hết cái rương. Trước khi cho tàu bẹ vào thì mình phải để nước ở trên thì mới cho vào được. Nên mình sẽ cho nước ở phía trên giống như vậy. Rồi cho tàu bẹ vô. Là ok la liền. Ui, chưa gì là nó bắt đầu đẩy mình nhúng nhảy các thứ rồi. Có chỗ nào chưa đẩy không ta? Kiểm tra lại một vòng nữa coi. Ok. Hầu hết các block trong đây đều đã đẩy rồi. Bây giờ thì mình có thể đập ra được rồi đó. Ok, giờ mình sẽ đập hết mấy cái Netherrack này ra và chuẩn bị đi AFK thôi. Không biết là nó có hoạt động hay không đây, hồi hộp quá. Mình mong là nó sẽ hoạt động tốt. Ui coi đồ kìa. Đồ nó nhảy vô quá trời đất là thấy ok rồi. Chắc một chút xíu mấy con giám hộ nó cũng sẽ lọt vô cái lỗ đó giống như mấy cái cục Netherrack này vậy á. Mình đoán vậy. Xuống. Rồi. Ok, giờ thì đi AFK thôi. A few moments later. Test thử nào. Có hoạt động hay không đây? Ui da. Cái gì hoài vậy? Mỗi lần đáp xuống là nó lại bị mất cái vật tổ. À, lúc trước nghe nói cái con nào mà nó chích vô mông mình ý nhờ. Coi kìa, bây giờ nó đang nhảy đành đạch ở trong đó kìa. Ủa? Ôi mà khoan. Ê, chết không? Mình không có đặt cái lửa trại hàng gì, mình thấy thiếu cái gì. Chưa, để mình đi lấy vật tổ trường sinh cái đó. Rồi mình sẽ vô trong đó mình gắn lửa trại vào. Trời ơi, mình quên đúng cái quan trọng nhất để có thể kết liễu được mấy con giám hộ à.
bó tay chấm cơm chấm nước tương mình luôn á. Và chắc mình sẽ hạ cái hopper xuống một tầng á để cho dễ hơn, chứ bây giờ mình mà đập ra á, số lượng mấy cái con giám hộ này nó chích mình một lần là chắc mình đi bán muối thiệt á. Mình không muốn điều đó xảy ra đâu. Công việc của mình đơn giản bây giờ là thêm lửa trại vào phía dưới của mấy cái hopper giống như vậy, sau đó dùng cúp và đập hopper ra thôi. Đó, nó đang dễ đành đạch, nó bị nướng. Oh gosh, nó vẫn lọt xuống á. Ây da. Mặt giáp vô. Ui. Cái này là có 3 con thôi á mà như vậy rồi. À, tại vì chỗ này nó bị hở à, bảo sao nó lọt xuống dưới được. Rồi, giờ hết hở rồi. Mình sẽ trả lại vị trí hai cái rương của mình. Ở đây. Rồi cho hopper vào thôi. Rồi xong phình luôn, một xíu AFK là cái rương này đầy nghẹt đó nha. Phải làm thêm rương chất dài dài xuống dưới thôi mới đủ chứa được. Lần này là hết quê sệ rồi nha. Để coi sẽ được bao nhiêu những cái pha lê đây. Đầy thùng chưa? Ôi không đầy thùng rồi. Nếu như nhu cầu xây dựng của mình không quá dữ thì chắc cái máy farm này là đủ để cho mình dùng rồi. Ok, như vậy thì công việc ở cái chỗ thủy cung này đã tạm thời hoàn thành ngày hôm nay. Và trong thời gian rảnh mình sẽ tranh thủ mình kiểu như chọn một cái ý tưởng để chúng ta trang trí cho khu vực này mới được. Chứ hiện tại thì nó trọ lõi ha, khá là trống luôn. Ok, quyết định vậy đi. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ các thứ rồi quay về nhà và chuẩn bị cho công việc tiếp theo thôi. Ui. Chưa gì mới sáng sớm mà có mấy con phantom nó chào hỏi mình rồi. Phát hiện có một nhóc gấu panda lộn cùng mèo xuống đây hay sao nè. Ồ phải không ta? Ủa, hình như đây là gấu panda hip hop never die hay sao nè. Đó, hip hop nữa đi. Tối ngày nhào lộn xong cái lọt xuống cái mương luôn. Thôi đi lên giùm cái. Thiệt cái tên ha. Chưa nha, không có hip hop never die nữa nha. Mình mà không phát hiện chắc là cũng mệt mỏi rồi. U là trời. Rồi lại gặm tre giùm cái. Đây. Mình sẽ nhân giống tre theo mới được. Có vẻ là không đủ tre cho mấy nhóc gấu ăn rồi. Nè ăn đi. Đó, ăn tre đi. Đừng có nhào lộn nữa nha. Nè, cho gấu nâu với cả gấu panda đen mỗi đứa một khúc nữa nè. Rồi đó, ăn đi. Mấy bữa nay lo làm việc ở thí cung không mà không có về cho ăn á. Ôi ăn thích chưa kìa. Hả? Ok, mình còn gấu panda mũi hồng nữa mà. Đâu rồi? Oh no. Mũi hồng đâu rồi? Ủa? Ê, đừng nói lạc gấu panda mũi hồng nha. Thôi xong rồi. Đi mới có mấy ngày thôi mà về là lạc hết một nhóc gấu rồi. Ủa kỳ ý trời. Thôi xong luôn. Còn gì nữa đâu. Trong đàn chỉ có đúng một gấu mũi hồng à. Mình cũng khá là thích. Vậy mà lạc mất tiêu nữa rồi. Sao mình hay lạc thú nuôi quá ta. Ê, mình thấy ở bên ngoài cái danh trại chó sói của mình có một cái nhóc lạc đà của cái thương nhân. Ủa? Ồ, hai lạc đà luôn. Đi lạc à, hay là cái bác thương nhân bỏ lại đây ta? Cái bác thương nhân vô trách nhiệm vậy. Được rồi, thương nhân không có trách nhiệm với mấy nhóc này thì để mình có trách nhiệm cũng được. Với cả là mình đang thiếu một cặp lạc đà của thương nhân ấy. Sẵn tiện mình dắt về chuồng mình nuôi luôn. Rồi, giờ chuồng nha. Anh cho mấy cưng ha, gặp gỡ bạn mới. Mấy bạn lạc đà màu trắng hơi bị đẹp luôn. Ô mà tính ra mấy lạc đà này cũng màu trắng mà ta. Vô gặp bạn mới nào mấy cưng ơi. Ui dồi ôi, coi kìa, gặp bạn mới cái vui vẻ vô tiếp đón chưa. Quá là đã luôn.
Và lúc rảnh á, mình có làm vài cái tấm thảm mình gắn vào lạc đà thì nhìn khá là dễ thương nè. Như lạc đà này đang dùng tấm thảm màu hồng, coi cái hoa văn kìa. Đó, rất là đã. Bên đây là màu xanh lá mạ cũng rất là đẹp này. Đấy, có dịp thì mình sẽ dắt lạc đà đi khám phá, vì lạc đà có thể giúp mình giữ đồ cũng tương đối ok ấy. Có điều hơi bất tiện là dắt qua mấy cái dùng nước thì hơi lâu một xíu thôi. Nhưng mà đó cũng là một cái trải nghiệm khá là vui, nếu được thì mình sẽ trải nghiệm trong thời gian sắp tới. Ngoài ra thì cũng có khá là nhiều bạn kêu mình dẫn thêm cáo tuyết về để bầu bạn với mấy cáo màu cam này nè. Mình thấy đó cũng là một ý kiến hay. Được đó ta. Ok, lần trước mình đã may mắn gặp được cáo tuyết một lần rồi. Mình tin là lần này mình quay trở lại đó, nếu mà mình may mắn nữa thì chắc mình cũng sẽ gặp thôi. Nên là thử vận may nào. Mới qua cái vùng này gặp cáo tuyết liền. Nhưng mà có một cáo tuyết thôi. Tiếc vậy. Mà có sói ở đây nữa, nguy hiểm nha. Tại vì sói với cáo nó kiểu không đội trời chung ấy. Mà cáo này đang ngủ hả ta? Ngủ say sưa luôn. Trên miệng còn gặm cái miếng da thỏ cơ. Ok, buộc lại trước đi. Gần đây còn cáo tuyết khác đâu. Phải chi được một cặp thì hay biết mấy. Có gì mình về mình còn nhân giống về sau nữa. Rồi tỉnh rồi, tỉnh rồi. Mình lôi mạnh quá cái tỉnh ngủ rồi. Đằng kia, mình thấy rồi. Lần này không phải một đâu mà là một cặp luôn. Một cáo mẹ và một cáo con đang ngủ trưa nè. Mình sẽ nhẹ nhàng gắn cọng dây vào. Vậy là chuyến này đi, mình dắt về tới tận 3 nhóc cáo luôn. Ô, mình nhớ lần trước thì mình cũng gặp ba cáo tuyết như vậy nè. Cũng là hai cáo bự và một cáo con ấy. Ồ, lần này thì vẫn như vậy. Mình đi ngang cái vùng này cũng mấy lần rồi đó, mà sao mình không thấy ngôi làng này ta? Ồ, lần đầu mình thấy ngôi làng này luôn. Mà hình như ngôi làng này là một cái làng trên đảo. Ôi, chết rồi. Ok, để cáo trên xuồng cũng được đi. Mình một xíu mình quay lại mình dẫn đi cho tiện. Ê, trả cọng dây, trả cọng dây nào. Vẫn có người sắt canh gác đầy đủ này. Có nông dân. Và rất là nhiều dân làng ở ngay cái chợ kìa. À, chắc là dân làng đang bàn tán về cái chuông này. Là chuông hàng thiệt hay là hàng pha ke đúng không? Để mình cho mình là chuyên gia kiểm chứng chuông á. Về nhà mình đọ với cái chuông mình là biết thiệt hay giả à. Ồ, mà cái làng này tuy nhỏ nhưng mà rất là nhiều dân làng nha. Được đấy, ngôi làng này đông đúc, ấm cúng á. Ồ, và nó nằm trên một cái hòn đảo nữa chứ. Khá là đặc biệt luôn. Ok, thôi, có dịp thì mình sẽ ghé qua và thăm làng sau. Ôi, ở đằng đây có mèo đen luôn hả? Mèo đen đẹp vậy. Có giống mèo của phù thủy không ta? Thấy cứ na ná mèo của phù thủy á. Giống kiểu gì á. Thôi, dẫn về luôn. Ai biểu giống mèo của phù thủy chi. Trước mắt là đưa cáo tuyết vô trong trước rồi đó. Giờ chuẩn bị cáo đón chào bạn mới này. Gia đình cáo mới này. Rồi. Coi hòa nhập chưa kìa. Đang chơi với bạn mới kìa, đã ghê luôn. Nhưng mà có vẻ cái khu vực này hơi nhỏ so với 6 chú cáo ở trong này nhờ. Nhưng mà hết cách rồi, cái trang trại của mình chỉ như vậy thôi. Đây là đây. Mình với mấy nhóc mèo mới nè. Làm tấm kiểu ảnh nè. Gom gom nha, đủ khung hình nha. Nào mèo đen. Mèo đen chưa thuần phục cái tăng động hả? Yeah. Ok, thuần phục cái đi, cho đỡ tăng động xíu. Rồi đứng xích qua đây nha, làm bôi ảnh nào. Bôi ảnh chung với tất cả nhóc mèo anh. Ui, mèo đen không quay mặt qua mình rồi. Đúng rồi, quay qua đây. Ui giời, đẹp luôn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái dự án. Đó chính là lắp nước thủy cung trước rồi. Trong thời gian rảnh thì mình sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu và chuẩn bị cho cái công đoạn tiếp theo, là trang trí cũng như là nâng cấp thủy cung của mình. Và nếu các bạn có ý tưởng trang trí thủy cung nào hay ho thì có thể góp ý ở phía dưới. Nếu trong khả năng thì mình sẽ cố gắng thu gom nguyên vật liệu và trang trí.
Biết đâu nó lại giúp thủy cung của mình đẹp lên một cách đáng ngờ thì sao? Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.